Nằm cuối dãy Trường Sơn, Đắk Lắk là một vùng cao nguyên rộng lớn với nhiều đồi núi, địa hình không thuận lợi, khí hậu khắc nghiệt và tài nguyên thiên nhiên không dồi dào, nên đời sống của người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số ở những bản làng xa vẫn còn nhiều thiếu thốn. Buôn Ek Tua cũng vậy. Vẫn còn nhiều mái nhà rông thấp thoáng trong những nông trường cà phê với những người nông dân chất phác và những đứa trẻ lem luốc hồn nhiên, nơi mà có người cả đời chưa bước chân ra khỏi những con đường đất đỏ. Họ đã lớn lên và sống hồn nhiên như cây cỏ, núi rừng Tây Nguyên. Đó là nơi mà chúng tôi, Yusik, muốn gửi lại yêu thương bằng những trái tim thiện lành. Thưa quý vị, Kỹ Quốc đang có mặt tại Buôn Ek Tua, xã Ek Tua, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 20 km về phía tây nam thành phố. Ek Tua là một xã nhỏ, có diện tích khoảng 42,3 km2, người dân sống ở đây khoảng 19.000 người, chủ yếu là người Kinh, Ed, Tày, Nùng. Họ sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Nhiều năm qua, tuy được đảng và nhà nước quan tâm, nhưng do tập quán sinh hoạt và trình độ hiểu biết của họ còn nhiều hạn chế, nên cuộc sống của họ gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề y tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo chân Ek Quốc vào Buôn để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân nơi đây. Đa số người dân ở Ek Tua là người Ed. Ngày trước, họ sống bằng nghề trồng lúa và nuôi gia cầm. Giờ, tuy nhiều người đã trở thành công nhân của những nông trường cà phê, nhưng họ vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc. Vẫn còn những mái nhà rông, những bà mẹ già ngồi bên bếp lửa, những đứa trẻ bẽn lẽn, lấp ló sau khung cửa khi thấy người lạ. Có lẽ chính sự mộc mạc và ít nhiều nhút nhát đó đã khiến cho việc tiếp cận với đời sống bên ngoài của họ cũng đến chậm hơn. Đến nỗi ngay cả khi có ốm đau, bệnh tật, họ cũng chỉ quẩn quanh, hái lá rừng, tìm thầy thuốc. Bệnh nặng lắm mới nghĩ đến chuyện đi bệnh viện. Là bởi bệnh viện ở quá xa, họ lại nghèo, không có phương tiện di chuyển và lại nhút nhát, chẳng mấy khi rời khỏi cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Vậy nên nhiều câu chuyện đáng tiếc đã được kể lại trong ray rứt. Đang là trụ cột của gia đình thì người đàn ông này bỗng nhiên ngã bệnh. Đôi chân mạnh mẽ băng rừng lội suối ngày nào, bỗng yếu dần đi mà không rõ nguyên nhân. Lần lựa mãi gia đình mới đưa ông ra bệnh viện huyện nằm cách nhà khoảng 20 km. Chữa trị suốt 20 ngày vẫn không khỏi. Lại nghèo, không có tiền đi bệnh viện tuyến trên, gia đình chuyển ông sang bệnh viện y học cổ truyền và rồi trở về nhà với đôi chân không còn bước đi được nữa. Phần cơ từ thắt lưng trở xuống cũng liệt dần theo. 5-6 năm nay, ông phải nằm một chỗ với bao tiếc nuối về một thời lên rừng, xuống rẫy. Mọi gánh nặng dồn lên vai đứa con trai út vừa tròn 15 tuổi. Cậu mợ là miệt trời. Thì tớ in lệnh như lạch lại vào sang phố màu xôm được rõ miệt cây cái sang này ạ. Tâm thôn họ này là nhiều người ngọt. Mà thôn này là độc chữ, độc định tầm sân này diện vù. Vợ, cỡ tế tùm nó khám hả? Thao mà xin ngạc lại rõ nhỉ hả? Căn thao này rào là lệ hệt lan ấy, rào đó này dễ sẵn rất say, dễ đọc bằng này tớ gu. Vợ chính chẳng khám bà này lệ hệt lan mơ, cơ bươi nào? Cơ bươi nào làm tí hơi. Mình bệnh viện tỉnh như nào, nào bố tí màu để đầu chạy dù cần màu, nó lại cái nạp đây làm cầu là. Gần 40 tuổi, người phụ nữ này mới có được đứa con đầu lòng. Vậy mà chẳng may con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ đủ điều kiện đi khám để biết con mình bị lạc tinh hoàn và nhiễm trùng huyết. Chị đành lủi thủi ôm con trở về buôn mà chưa dám điều trị đến nơi đến chốn. Bác sĩ dặn đem con đi khám và truyền máu mỗi tháng 3 lần. Vậy mà cả năm trôi qua, chị cũng chỉ một lần duy nhất đưa con đi bệnh viện, là bởi số tiền làm thuê của chồng chị cũng chỉ đủ lo cho những bữa cơm nghèo, le hoe vài cọng đậu như thế này, thì lấy đâu tiền mà chữa bệnh cho con. Mỗi khi con nóng sốt do bệnh trở nặng, chị cũng chỉ dám lấy bảo hiểm, ra bệnh viện gần nhà mà xin thuốc. Thương con, nhưng chị đành nuốt nước mắt vào trong. Gần 3 tuổi, nhưng cậu bé Yagel Kapper vẫn cứ nhỏ xíu và yếu ớt như một chiếc kẹo. Như bao người dân ở xứ này, chồng bị té, bà Hờ Cơn Nie cũng chỉ đi khám rồi đưa ông sang bệnh viện y học cổ truyền vì không có tiền chữa trị. Vậy là ông cứ yếu dần đi mà không rõ nguyên do. Bà cũng không dám một lần đưa ông đi khám ở bệnh viện xa hơn vì nghèo, vì kiếm miếng ăn thôi đã là quá khó. Một
đứa con thì đi làm thuê ai tiêu người ta, có gì mà mua thức ăn á. Rồi ban đêm thì mẹ ngủ thì con thức, con ngủ thì mẹ thức, vậy đó. Thưa quý vị, khó khăn cả về tài chính lẫn việc tìm một cơ sở khám chữa bệnh ở gần không chỉ là nỗi buồn, nỗi lo của dân Ea Cà Tu mà còn là những trăn trở của cán bộ lãnh đạo ở địa phương. Đứng gần Y Bê Quốc lúc này là anh Y Jin Y Nhuôn, là phó trưởng buôn Ea Cà Tu. Thưa anh, với vai trò của mình, hiện giờ điều kiện khám chữa bệnh của bà con ở địa phương còn quá nhiều hạn chế, chắc anh cũng có nhiều rất là nhiều trăn trở muốn chia sẻ với mọi người phải không ạ? Đúng rồi, với tư cách là một phó buôn của buôn Ea Cà Tu, buôn rất là khó khăn. Về chỗ khám chữa bệnh của bà con ấy, tôi rất là trăn trở về cái điều này, vì đa số đồng bào dân tộc ở đây tại chỗ là khó khăn về phương tiện đi lại với lại tiền của. Đã có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra với bà con khi mà họ không có tiền, không được đưa đi chữa trị kịp thời không ạ? Vâng, đương nhiên là có rất là nhiều trường hợp là đáng khác. Ví dụ như tiêu biểu như là cái trường hợp nhà mình vừa mới qua ấy, là có một cái chị mà nếu mà được đưa đi khám bệnh kịp thời thì chị sẽ đi lại bình thường, nhưng mà đằng này lại do thiếu thốn về cơ sở vật chất với lại trang thiết bị y tế của trong buôn thiếu nên chị đã bị liệt, đi lại rất là khó khăn. Còn một trường hợp nữa đó là chị đang mang thai mà sắp sinh nhưng mà lại không kịp đi bệnh viện nên đã mẹ và con đã tử vong, rất là đáng tiếc như vậy. Nên tôi rất là mong muốn được các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm có điều kiện thì giúp đỡ trong buôn Ea Cà Tu thêm một cơ sở để khám chữa bệnh cho bà con, nó thuận tiện đi khám, đi lại nó thuận lợi hơn. Hiểu được nỗi lo, những vất vả và thiệt thòi của bà con, mong muốn góp một bàn tay để sẻ chia cho những khó khăn đó. Cùng với khách hàng, đối tác, thân hữu và các mạnh thường quân, Usage Group đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một phòng khám có tên gọi là Dịch vụ Y tế Thiện Tâm tại buôn Ea Cà Tu. Tuy chưa phải là một cơ sở y tế hoàn chỉnh và cần phải trang bị thêm nhiều thiết bị y khoa, nhưng đây sẽ là một nơi giúp cho những người nghèo bớt đi những sợ hãi, âu lo về gánh nặng chi phí điều trị và thuốc thang. Những ai có giấy chứng nhận hộ nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc nghèo, sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Các ca cấp cứu, tai nạn lao động, tai nạn giao thông cũng sẽ được sơ cứu kịp thời trước khi phải chuyển đến những bệnh viện xa hơn trong những trường hợp nặng. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, phòng khám đã khai trương trong niềm vui và sự mong chờ của biết bao người nghèo ở xã vùng cao này. Trước đây nếu mà không có phòng khám này thì chúng tôi phải đi lên bệnh viện huyện, hoặc là nếu mà nặng hơn nữa phải đi bệnh viện tỉnh, là đường lối xa xôi cũng cách trở. Như vậy là hôm nay tôi vì tai nạn đến đây nên vào đây thì được y bác sĩ sơ cứu rất tốt và kịp thời. Ngoài cái công việc kinh doanh của chúng tôi luôn luôn hướng tới những cái trách nhiệm cộng đồng, và đây là cái một trong những cái kế hoạch trong công tác xã hội nó dài hơi của chúng tôi. Và chúng tôi mong muốn lần này là Đắk Lắk, có thể lần tới ở miền Tây, hoặc là lần tới nữa ở những khắp mọi miền đất nước mà nơi đâu có những cái nhu cầu của đồng bào, chúng tôi sẽ có bước chân của chúng tôi tới đó. Là những người nghèo khổ, nhút nhát, niềm vui của bà con không được diễn tả bằng ánh mắt nụ cười, mà nó chỉ được biết đến qua những giọt nước mắt khi được ai đó hỏi han. Hôm nay bác đến khám cho bác hay là khám cho cháu ạ? Khám cho bác thôi. Bác có biết là bác bị bệnh gì không ạ? Bác thì thường thường ở nhà là nó hay huyết áp có khi nó lên có khi xuống, mà nhất là mắt á, nếu mà không điều trị được á là nói thật với cháu là bác sẽ là tan hết, không có cái gì nữa, cho nên thông cảm bác ơi. Khóc là vì nghĩ nó suy nghĩ nhiều quá vì cái hoàn cảnh. Con mình ra ngoài đó khám thì có phải đi xa không ạ? Xa. Dạ, vâng. Từ phố mà. Vậy thì khi mà có cái dịch vụ khám bệnh ở đây thì bác có thấy vui không ạ? Dạ cũng vui, rất vui. Vui lắm. Thấy mở được bên này thì cũng vui. Nghĩ là thấy thì chúng tôi thì người già là gần đây rồi. Đó muốn khám giờ nào người nào trực tiếp rồi. Không vui, không rơi nước mắt sao được
khi mà bao năm qua có bệnh, nhiều người vẫn cứ cắn răng chịu đau mà chưa một lần dám tới bệnh viện vì không có phương tiện đi lại, không có tiền điều trị và hơn hết là sợ bị phát hiện ra quá nhiều bệnh mà không biết phải làm sao. Giờ đây, những lo lắng, sợ hãi đó phần nào đã được những trái tim yêu thương, có trách nhiệm với xã hội vỗ về, chia sẻ. Cảm xúc của tôi ngày hôm nay, tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là vui vì chúng tôi, một tập thể nhỏ bé, chúng tôi đã đem lại những cái giá trị cho đồng bào của chúng ta. Thưa quý vị, bằng tấm lòng thiện tâm, lòng yêu thương, khát khao được chia sẻ, USIS đã mang đến Tây Nguyên một công trình có ý nghĩa rất to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe của bà con nơi đây. Công trình này không chỉ để lại sự xúc động trong lòng người dân mà chắc chắn sẽ còn lan tỏa rất là lâu, rất xa để khơi gợi những chia sẻ từ cộng đồng. Cho đi không phải là để nhận về mà là những đáp đền được tiếp nối. Ý Quốc tin rằng từ mảnh đất này, từ công trình này sẽ có những phòng khám thiện tâm khác, những công trình có ý nghĩa to lớn khác sẽ mọc lên bởi những trái tim thiện lành. Không dám nghĩ tới một cơ sở y tế to lớn, đầy đủ các phương tiện, dụng cụ y khoa, có thể điều trị miễn phí hoàn toàn cho bất kỳ ai có bệnh. Nhưng đó là tâm nguyện, là mong muốn của những người mở ra phòng khám. Bằng trách nhiệm, bằng tình yêu thương, USIS Group đang âm thầm gieo những hạt mầm thiện tâm trên khắp nẻo đường đất nước, nhằm đem lại những nụ cười, niềm vui cho biết bao người còn thiếu may mắn, mà khởi đầu là phòng khám thiện tâm nơi cuối dãy Trường Sơn.